sở hữu ngay một website trọn gói với đầy đủ tính năng để giới thiệu cho dịch vụ sản phẩm kinh doanh trong ngành nghề của bạn. Tặng hosting và tên miền quốc tế 1 năm với mức giá chỉ 1.800.000 đồng. Thiết kế logo theo yêu cầu lên đến 9 demo với giá từ 300.000 đồng. Liên hệ Zalo 0978106552 hoặc truy cập ngay website thietkewebchuyen.com để nhận khuyến mãi vô cùng hấp dẫn. Thông tin chi tiết chứa trong mô tả và comment nổi bật đầu tiên ngay dưới video này. Cam kết lắm, thật hứa nhiều, góc khuất của Shark Tank ở Australia. Chỉ 4 chủ doanh nghiệp tham gia chương trình Shark Tank Australia năm 2017 nhận được vốn đầu tư theo cam kết của các tỷ phú, trong khi đó số lượng công ty nhận cam kết đầu tư trên sóng truyền hình là 27. 50 doanh nghiệp xuất hiện trên chương trình Shark Tank Australia trong năm 2017 và 27 trong số họ đã nhận được cam kết đầu tư. Song, một cuộc điều tra của Fairfax Media cho thấy chỉ 4 trong số 27 doanh nghiệp nhận được tiền theo cam kết của các tỷ phú tham gia chương trình. Rick Coles là một trong những chủ doanh nghiệp nhận được cam kết rót 200.000 đô la Mỹ từ hai cá mập để đổi lấy 25% cổ phần của công ty Fresh Meat Studio trong tập cuối của Shark Tank Australia 2017. Vậy nhưng khi kết thúc chương trình, hai tỷ phú tuyên bố họ sẽ không rót vốn theo những cam kết. Rick Coles tâm sự rằng đó là cú sốc lớn, tôi không bao giờ nghĩ các tỷ phú sẽ hủy thỏa thuận ngay sau khi máy quay ngừng hoạt động. Điều duy nhất khiến cho Rick cảm thấy an ủi là việc xuất hiện trong chương trình đã giúp anh quảng bá hình ảnh và thương hiệu công ty một cách nhanh chóng và hiệu quả. Kênh 10 phát sóng Shark Tank Australia, họ khẳng định trong 4 mùa trước năm 2018, các cá mập đã chuyển 21 triệu đô la Mỹ cho các doanh nghiệp tương đương 5 triệu đô la Mỹ trên một năm trung bình. Song kết quả điều tra của Fairfax Media cho thấy trong năm 2018, các tỷ phú tham gia Shark Tank Australia chỉ đầu tư 625.000 đô la Mỹ cho 4 doanh nghiệp. Tỷ phú Naomi Sampson và Steve Baxter không rót một xu dù họ đã cam kết với nhiều chủ doanh nghiệp trong chương trình. Andrew Banks là tỷ phú cam kết gói đầu tư lớn nhất lên tới 2,5 triệu đô la Mỹ cho công ty cà phê iCapsulate. Trong chương trình năm 2017, đây cũng là khoản đầu tư lớn nhất trong lịch sử Shark Tank Australia. Nhưng ngay trước khi chương trình lên sóng, trợ lý của Andrew liên hệ với Cambodian, nhà sáng lập của iCapsulate, để thông báo vị tỷ phú hủy cam kết do túi bọc cà phê đóng gói của iCapsulate không có khả năng tự phân hủy. Dù Andrew hủy keo, Ken khẳng định công ty của ông vẫn hưởng nhiều lợi ích từ việc xuất hiện trên chương trình này. Nếu có cơ hội xuất hiện trên Shark Tank một lần nữa, chắc chắn Ken sẽ từ chối đề nghị rót vốn của các tỷ phú. Adam Monshine, nhà sản xuất chương trình Shark Tank của Australia, thuê một chuyên gia có tên là Barry Tennant nghiên cứu các ứng dụng cho chương trình. Barry nhận định các chủ doanh nghiệp và các tỷ phú không thể hình dung những diễn biến sau khi máy quay tắt. Barry lập luận rằng, thời gian dành cho chương trình tương đối ngắn nên các bên liên quan không thể tập dượt để có màn trình diễn mượt mà nhất. Dù có lão luyện trên thương trường, các tỷ phú cũng không thể tính toán một cách cẩn trọng trước khi gật hay lắc đầu. Vì thế, theo Barry, nhà đầu tư hoàn toàn có lý do để rút lại cam kết đầu tư trong chương trình. Đồng thời, Barry nhận xét thêm, chắc chắn mọi doanh nghiệp đều hưởng lợi khi tham gia chương trình Shark Tank, dù họ có nhận được vốn hay không từ các tỷ phú. Nhà Phong theo Kinh tế và Tiêu dùng Vietnambiz.vn đấm đáo TV tổng hợp và đưa tin. Quảng cáo tiếp cận hàng triệu khách hàng mục tiêu tại Đồng Đáo TV. Liên hệ ngay Đinh Nghĩa Studio@gmail.com, số điện thoại 0964002593.